Sau màn cãi nhau ầm ĩ trên livestream, nam em tuyên bố tự do muôn năm và cho biết đã rút được bài học lớn không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai, còn chồng sắp cưới vẫn làm điều này cho cô. Vừa qua, nam em và bạn trai Hữu Cường tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi công khai đấu tố nhau trực tiếp trên sóng livestream. Nàng Hoa Khôi đã chỉ trích đối phương có tính gia trưởng, nói năng tục tĩu, mang tính chất đe dọa chỉ vì cô đi chơi với Quế Vân. Sau ồn ào đấu tố, thậm chí đòi chia tay trên mạng xã hội, nhất cử nhất động của người đẹp sinh năm 1996 và bạn trai đều nhận được sự quan tâm. Dù cách mặt nhau, nhưng hiện tại Hữu Cường vẫn để hình đại diện trang cá nhân là ảnh tình cảm bên cạnh nam em. Ngoài ra, nam doanh nhân cũng giữ nguyên bài viết bênh vực bạn gái được đăng tải thời điểm cuối năm 2023. Động thái này của anh chàng khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu, nhiều netizen tỏ ra ngao ngán, chán nản vì những ồn ào của cặp đôi tạo ra trên mạng xã hội trong suốt thời gian vừa qua. Trước đó, Hữu Cường từng thừa nhận hiện tại không đi làm mà ở nhà ăn bám nam em. Bên cạnh đó, anh cũng cho biết đang tích cực kiếm tiền từ việc làm quản lý để có dư giả cùng bạn gái đi du lịch Hàn Quốc. Tuy nhiên lúc này, cặp đôi đang vướng tin đã chia tay sau hàng loạt ồn ào. Về phần nam em, cô tâm sự rằng bản thân đã rút ra bài học lớn sau vụ việc lần này là không nên dựa dẫm vào ai hết, đừng có dựa dẫm vô ai hết trơn. Kiếp nạn đó chỉ có tự do mới hạnh phúc thôi, chứ không có sợi dây ràng buộc nào vui vẻ được hết trơn á. Nên là từ bây giờ tôi sẽ enjoy cái sự tự do của mình, enjoy cho tới khi nào già thì thôi. Tôi biết ơn vì đã học được bài học là chỉ có vui vẻ, mãi yêu, kiếm tiền, sống cuộc đời thật ý nghĩa, vui vẻ và lạc quan là quá tuyệt vời rồi, người đẹp nói. Cô nàng cũng cho rằng nên bớt sống mơ mộng lại, mọi người coi, phim cũng bớt ảo lại nha. Tôi là bị coi phim tình yêu nhiều quá nên bị ảo đó. Tôi cứ tưởng tình yêu bên ngoài giống như trên phim vậy đó, nên câu chuyện nó mới đi xa như vậy. Nên là coi phim chỉ để giải trí thôi, đừng có ảo mộng. Khi được hỏi về tình hình hiện tại của chồng sắp cưới sau màn khẩu chiến, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho biết nghe nói đi tu rồi, thôi để cho ông ấy đi tu đi, để thế giới bình yên. Đáng chú ý, vào chiều qua 12 tháng 3, nam em bất ngờ tiết lộ Hữu Cường chuẩn bị qua nhà để đôi bên ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau khi đang livestream giao lưu cùng vài TikToker người nước ngoài. Chứ bây giờ người ta tới nhà tôi, chứ có phải tôi đến nhà người ta đâu. Bây giờ mọi người tìm hướng giải quyết cho tôi đi, chứ thua là thua làm sao. Chừng nào tôi tới nhà người ta thì lúc đó tôi thua thiệt, còn đây là người ta đến nhà tôi mà. Bây giờ mọi người nói hướng giải quyết là bảo tôi chia tay đúng không? Thì tôi đã nói là tôi với ổng chia tay rồi mà, hiện giờ tôi đang độc thân mà. Nhưng mà giờ là người ta tới nhà tìm tôi thì giờ làm sao? Cô nói, đa số cộng đồng mạng đều bày tỏ sự phản đối khi cho rằng người đẹp Tiền Giang không nên quay lại hay cho đối phương thêm cơ hội khác. Trước lời khuyên của khán giả, nam em khẳng định chắc nịch rằng mọi người cho tôi hướng giải quyết đi, có phải là ngồi nói chuyện với nhau, coi xem người ta muốn cái gì đúng không? Chứ đâu có né tránh được, hay là tôi cứ ngồi trong phòng này, trốn ổng hoài cả đời, sao được đúng không? Tôi cũng cần phải nói chuyện cho ra lẽ, để xem ổng muốn cái gì chứ, phải nói chuyện dứt khoát, xem muốn cái gì.